Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuần Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì mình đang có mặt tại nhà chị Vivi mọi người ạ. Hôm nay thì mình muốn đưa anh bạn Chikitu của mình đây, anh Thờ Cả xuống dưới này để bắt đầu tiến hành đo đạc cái phần sân của nhà chị Vivi ấy. Để nhà mình chuẩn bị tiến hành là xây cái hàng rào cho chị Vivi. Đấy, không biết nhà chị Vivi thì đi đâu rồi. Bố ta đi bố ta nè. Vivi. Vivi ta mới là đến. Ta phải dạy cái là đến rồi. Nó sẽ. Đám xe xa. Ta phải dạy cái ai. Đi ra. Ta phải dạy cái ai. Không, làm về. Ta phải dạy cái là tôi sẽ không dạy cái làm về. Bố xuống em ra. Có đến ra. Yeah. Làm về để mà em muốn không sử dụng mà tao ta mà phải. Ê. Ê. Sariela. Chiquito, apri so aquele, ya, aquele. E puto. O Vidigal foi passear, tava meio maldito. Passear onde? Não sei se foi passear aonde. Eu tenho alguma couve. Ok, obrigado. Hoje não tem nada. Nada, não tem nada. Tudo bem, hã? Tudo bem? Vem, vem, tio. Tá, tá fazendo o que aqui? Isso o quê? Aí, te dá até, né? Boneca, né? Fala assim, Alex. Yeah, isso é Chiquito. Ah. Nome é Chiquito. Ok, eu sou assim. Assim é Vivi. Ah, ah. Yeah, papai. Isso é meu trabalhador. Ah, tá bem, Alex. Bom mestre, mestre principal. Ah, tá, tá bom. Tá aqui o Alex e a tia menina que andam ver a minha vida, que fizeram isso tudo assim, fizeram robô, que o chão, e que me apoiam sempre na alimentação, na saúde, e a... Ok. Fimingo? O Fimingo foi trabalhar. Foi trabalhar? Sim. Ele, a noite passada aqui? Ele passa aqui. Sim. Assim, quando ele passa aqui, fala ele. Eu quero conversar com ele. Tá bem, Alex. Já tem meu terminal, né? Só tem o terminal da tia menina. Sim. Pode ligar ela. Tá, quando tá ligar assim, ele chegou a ligar só. Para eu ter conversar com ele. Tá bem, Alex. Hoje eu trouxe a mestre aqui. Eu quero fazer vedar quintal. Tá bem. Tá bem? Tá bem. Ou não quero? Quero, quero. É que eu mais quero, Alex. É que eu mais quero, porque aqui também assim, o quintal é muito aberto. Tá mal, porque aqui tem muita briga. Enfim, quero mesmo, é que tanto quero, Alex. Eu primeiro quero vedar ainda. Se depois tem tempo, tem mais coisa para poder fechar, fazer para ti uma cantina, tá vendo? Uma quatro para vender. Sim, sim, mas é futuro só. Sim, futuro. Tá é uma promessa, mas se tem, eu vou ajudar. Já. É isso, tá bem, Alex. Tá bem, papá. Tá bem, muito obrigada mesmo. Chiquito, vai buscar só aquele Luanda, né? Ngày hôm nay thì là mình xuống đây là mình được là để tiến hành cái đo đạc. Sau thì có cô Loan cũng có như mình là gửi cho bà GPV một món quà là gửi hai cái chiếu mọi người này. Đấy, chiếu này thì mình mới mua ngoài chợ đây này. Ngày hôm qua thì mình cũng có chia sẻ là cô Loan sẽ hỗ trợ giúp chị làm cái sân đó mọi người, lại làm một cái khoảng sân để cho chị có thể là ngồi sinh hoạt ở trước sân này. Hiện tại là nhà mình sẽ làm cái hàng rào trước ấy, thì sau khi làm xong rồi thì lúc đấy mới là tiến hành làm cái sân này. Thì cô cũng nói là mình mua cho chị hai cái chiếu trước các mọi người, mua hai chiếu để cho chị trải một cái đằng này cho các cháu ngồi cho nó sạch sẽ, với cả một cái là để ngoài sân này. Đấy, để khi nào mà sinh hoạt thì ngồi lên đấy cho nó đỡ dơ bẩn ấy. Quà của cô Loan này. Cô Loan. Cô Loan fala da você eu compra dois Loan da para ti. Tá bem, tá bem.
À, nó vừa. Cái chiều nay thì ở bên này thì như có một cái clip là mình chia sẻ với các bạn ấy, là cái này là làm bằng cái cối á mọi người. Đấy, nhìn cũng rất là đẹp này, đẹp mềm mại nhẹ nha. Đấy, cái này là đang tươi này, chứ còn mà nếu mà khô là nó rất là nhẹ luôn. Dạ, cái số đẹp cối phụ ra cuối đa đứa. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì mình cũng được cô Loan, cô cũng có nhờ mình gửi qua tới em phía mọi người. Os de resto, muito obrigada mesmo pela atenção que vocês têm por mim. Obrigada de corpo e alma, de coração. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Você quer conversar com o Colan? Quero. Quero. À, chốc Sim. nữa thì mình sẽ điền cho chị gặp trực tiếp cô Loan luôn. Depois á, eu agora fazer um coisa aqui. Tá bem, tá, vamos seguindo. Bây giờ là mình sẽ tiến hành đo ấy, mọi người, đo và chia ra luôn. Đo để mà chia cả cái phòng ra ấy. Đây này, ở đây là cô thấy chị Vivi, chị sinh hoạt chỗ này này, ngồi ngoài này nó dơ nó bẩn á. Thì cô cũng dặn mình là mua chiếu này, với cả sau này là sẽ làm một cái khoảng sân ở chỗ này để cho chị sinh hoạt ấy. Đấy. Ở cái sân, cái tường rào này thì mình xây, nhưng mà mình không thể mà xây thẳng một cái mà từ đây ra đấy mọi người. Mình phải gọi nói chung là có cái gạch để mà mình cấu ra, cái bờ tường mình cấu gạch ra để cho nó vững á mọi người. Thì mình sẵn đấy là mình cũng chia phòng luôn, chia phòng. Bữa trước thì mình có nói là mình sẽ cố gắng là làm một cái phòng bếp này, rồi một cái phòng toilet này, và một cái phòng để chỉ có thể là buôn bán á. Thì nói chung là bây giờ là mình làm cái tường rào trước, nhưng mà mình cũng phải cấu gạch á mọi người, cấu gạch và chờ, cấu gạch chờ để đấy khi nào có điều kiện nữa thì mình sẽ làm tiếp. Trước thì mình có cái dự tính là chỗ này là mình sẽ trưa 1,5 m này, 1,5 m gọi là như kiểu cái khoảng sân này, khoảng sân để kiểu như là ở chỗ này là nó có cái thông thoáng cho cái phòng này này mọi người. Tại vì ở đây là cái cửa nằm phía trước chứ không phải là nằm phía bên hông ấy. Thì ở đây là mình sẽ trưa ra 1,5 m này, 1,5 m cái chỗ này. Còn từ đây tới đâu kia thì mình sẽ chia ra một cái phòng để mà buôn bán ở phía trước ấy, với cả ở đây là sẽ làm một cái phòng toilet này. Phòng toilet thì nhỏ thôi, còn bên cạnh toilet thì sẽ làm một cái phòng để nấu ăn đó mọi người. Đấy, tức là bây giờ là mình sẽ cấu có hai bức tường đây, là mình sẽ cấu hai bức tường ra chưa sẵn đấy. Ngày cái này thì mình sẽ trao đổi với anh Chí Kỳ Tu sau. Chí Kỳ Tu aqui depois eu vou desenhar planta aqui, tá vendo? Você lembra aqui depois quando nós trazer Adobe, você lembra pra fazer, né? Cái này thì bây giờ có lẽ là mình sẽ xây ngoài hàng rào luôn, chờ chờ mà cái người chủ cũ họ tới họ cắt cái cây này đi, cắt cái cột này đi ấy, thì nó liên quan tới cả dây điện này mọi người. Đấy, dây điện này là đang có điện ở trên đấy mọi người. Đấy, còn đồi thờ điện thì họ không xuống cắt. Cái này thì nó nằm phía ngoài cái tường rào ấy. Đấy, nói chung là khi nào làm thì mình sẽ xuống dưới này mình trực tiếp mình đo đạc hướng dẫn cho các bạn này, nhưng mà nói sơ sơ qua cho các bạn này để các bạn này biết đấy. Mi cha kệ a ti ve mete reloj para 12 horas
Ya tengo hora, ya está cuánto hora. Está bom. Fala, está bonito. ¿Cuánto hora? Fala, estamos na casa das 15 e tal. É. Em casa do Cozo, do Feia é longe? Não, não é muito distante. Ah, não é muito distante? Não. Eu quero ir lá à casa dele, visitar. Ah, não sei se lá entra carro. Não entra carro, anda a pé. Mas carro lá entra, né? Ali é uma coisa de buraco. Aí onde? Longe? Aqui na Tibangoma. Assim? Aqui mesmo, assim, direito. Agora descarma mais aqui? É, vamos direito com o caminho de ferro. Ah. Sempre aí só tem que ser, tipo assim, de táxi. Aí. De moto, sim. Outro rua não pode entrar? Assim, através do caminho de ferro. Mas, tipo, o carro lá não chega. Chega. E se o senhor chegar ali embaixo? Chega até lá embaixo. Depois aí ir mais longe? Não, não é mais muito distante, porque vamos chegar até lá aqui na próxima da Kibango. Vamos subir mais. Yeah. Tá bom. Yeah. Có lẽ là mình sẽ đi xuống dưới nhà em Phía mọi người ạ. Tại vì xe không đi vào được ấy, thì mình cũng chưa biết nhà ở đâu nên là mình sẽ phải đi sớm một chút đấy, chứ không đi xuống dưới những cái chỗ mà bãi ru ở phía dưới sâu xa này thì khi mình về muộn quá nó cũng khá là nguy hiểm đó mọi người. Đấy, xe cổ thì mình không có gửi được cho ai, thì để ngoài đường ấy, thì nhiều khi họ phá ấy. Dạ. Agora vamos lá no Phía nhá. Anh em mình cũng tới nhà của em Phía đây. Nhà em Phía thì nằm khá là sâu ở trong một cái con hẻm này. Đấy. Ở đấy thì mình phải dừng xe ở tít ngoài phía ngoài kia kìa. Xong rồi đi bộ vào trong này. Nhìn chung thì ở cái khu vực này thì mình thấy là cũng có rất là nhiều cái nhà kiểu như xây gạch block nha mọi người. Đấy. Xây gạch nhưng mà ở đấy thì xây nhưng mà kiểu cái môi trường ở đấy nó vẫn là rất là dơ mọi người, kiểu như thế này này, đấy, cống rãnh rồi nước là thải ra ngoài như thế này là rất là dơ luôn. Ở đây thì vẫn có một cái trường học này, đấy, isso escola né? Escola ainda não funciona? Não, ainda não funciona. Ainda falta acabamento dentro, meter carteira. Isso já está muito tempo, construção muito tempo? Está completado há 6 anos. 6 anos. Đấy, 6 năm rồi mà bây giờ cũng chưa hoàn thành xong cái trường này này. Đấy, kiểu như đang chờ cái tài chính hay sao ấy mọi người. Đấy. Đấy, nhà em Phía thì ngay chỗ này đây. Cũng là cái nhà gạch này. Đấy, nhìn rất là sạch sẽ nha. Ở phía ngoài là mình nhìn rất là sạch sẽ nhưng mà cái nhà này là nhà thuê thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đấy nha mọi người. Làm xem sao? Sim, pode entrar, Alex. Tudo bem? Tudo bem, Alex. Que é, né? Bala, bala. Sim, bala, bala. Yeah. Oh, tá vendendo coisa aqui? Sim, tô vendendo tomate, cebola, repolho. Já pensa bem. Nesse tempo não coisa mais? Não é estudar? Não, já terminei, já finalizei. Assim não coisa, não consegui para... Então na faculdade? Não, não vou estudar. Não vai? Não. Por quê? Não vai repousar. Não tem condições. Ah, yeah. Mas assim tá bom, tá pensando bem. Sim. Yeah. O marido? O marido não tá saindo, vai fazer comprar a janela. Comprar a janela? Sim. Isso a casa aluga muito tempo? Sim, aluga muito tempo. Estamos aqui há 3 anos. 3 anos? Sim. Assim, aluga uma assim, casa assim, quanto é? Mês a quanto? 5 mil. Só 5 mil? Sim, 5 mil. Tá grande, só 5 mil tá bom. Só 5 mil. Aqui, esse bairro aqui não é muito desenvolvido, é por isso que é. Ah. Tem nossa Sambizanga, Quilamba, assim, bem.
Tem muito assim produto vender, não vem meu fazendo coisa por quê? Vender. Assim tô saindo zungar, mais tarde já vou lavar o sabão, arrumar, vou já na pracinha. Assim levando na pracinha? Sim, aqui não consegui vender nada? Não, aqui não, tem que ir lá na pracinha, aqui não, no bairro não. Vai ir lá que hora? Lá para 16h30, 16h40. Ah, aí lá... Em phía là cái chỗ này là đưa về để đấy thôi, nhưng mà chiều là mới đưa ra ngoài chợ ấy mọi người, ra ngoài rồi kiếm một cái góc nào để ngồi bán, chứ ở chỗ này là không bán được. Chỗ này kiểu như là dân nhiều nhưng mà họ không mua bán ở đấy, không hình thành cái chợ thì không bán được ấy. Vos su ve la dentro? Oh, después de entrar. Oh, nene, tudo bem? Fala tudo bem, Alex. Ah, dá licença, né? Sim, sim. Ở trong này là có một cái phòng khách à? O cozinhar também aqui? Sim, cozinhar aqui não tem cozinha, aqui é casa de banho. Aqui é, nấu ở đây luôn. Cái phòng này thì khoảng tầm đầu được bao nhiêu này? 4 mét nhân cho ở bên đây khoảng 3 mét đây nhỉ, 5 mét, khoảng 15 mét vuông ở cái phòng này. 15 mét vuông đấy. Aqui kìa. Aí tem o quarto. Já não arrumei, tô saindo, vamos trabalhar só com a gente. Ah, tá bom. Đấy là phòng ngủ của hai vợ chồng đấy. Đấy, cũng có cả tủ đống đấy. Tá bom. À, xem có cái gì đây. À, chỉ aqui có... tem a couve, se quiser, cadê folha, esse é quiabo, esse quiser, que esse é couve, aquele também é couve. Đấy, chỉ có cải với cả là sẵn á mọi người, chứ cũng không có thấy thịt cá gì để trong này. Đấy, vẫn có tivi này. Ở chúng đây em nhà em ở trong này vẫn thấy sạch sẽ mọi người, sạch sẽ và cũng rộng rãi đấy. À cái này qua tu, tạm biệt qua tu. Này casa de banho. À cái này casa de banho. Sim, sí, eso de un cuarto y sala. Só aqui. Sim, sí, só aqui. Yeah. Tá bom, assim tá bom, tá melhor que outro. Sim. Sí. Chỗ này thì khá là tối mọi người, thì mình đi ra ngoài này ngồi cho nó sáng này, chất lượng hình ảnh cho nó được tốt đấy. Un nene Sofika uống ấy? Não, just Alessandra. Vem, não vamos bater. Vivi, senta aí. Sim, já lhe disse. Vai chamar a bebê pra vir. Vem, Alessandra. Vem, toma samba pitu. Ou você não leva aquele coisa? Aquele saco eu meti aí? Não, outro. Também outro saco. É? Outro saco você não trouxe. Mình có mua bánh ở trong một cái túi sách, nhưng mà bà này lần này mình bảo bà này bế gạo với ấy, nhưng mà quên mất đấy. À, thôi để tí nữa đi ra ngoài xe rồi mình sẽ đưa. Tô compra bula sala, mas é que se, não leva. Depois ir buscar lá, já? Já? Isso o quê? Essa aqui é para lá, para lá, doente lá. Dá só aquele, já? Já. Fia. Sim, tia Alex. Isso tem uma povo vietnamita, chama Coluan. Coluan, você já conversa com ela uma vez? Já conversei com ela, Coluan. Olá, hoje te enviar uma presente. Ah, muito obrigada pelo presente que me enviaste, tia Colá. Já vou conseguir comer com os nenê, com o marido. Estou muito feliz pelo arroz que me enviaste. Muito obrigada mesmo. Colá de coco, gửi cho Feia là 10 kg gạo, mọi người. 10 kg gạo với cả là 20.000 tiền con giá đấy. Thì tiền thì tí nữa mình đi vào trong kia mình sẽ đưa cho bà này riêng. Tại vì ở ngoài này người ta đang dòng ngó mình rất là đông luôn. Đang đứng ở trước cửa nhà đây này. Đấy. Đấy, mình kiểu người nước ngoài từ đấy thì họ thấy rất là lạ ấy, mọi người. Nhưng từ lúc mà mình đi ở ngoài kia đi vào đấy là người ta cứ đi đứng sau mình họ nhìn họ dòm ấy. Dạ, isso coisa já. Cô Loan assim, fala assim. Aquele dia quando vivi fazer casa, vê, fez aí lá, ajuda a tia. Sim, sim.
Ela muito gosta disso, tá vendo? Sim, muito obrigada. Depois, nesse tempo, também nosso pai tem um plano para fazer um muro para viver. Ah, sim. Também quero, colando, também quero ver aí lá, ajudar a tia, cozinhar. Ah, tá bem, vou lá ajudar a viver na obra, no levantamento do muro, vou lá ajudar. Muro é nosso tem mestre, só cozinhar, ajudar alguma coisa aí. Ah, já? Sim. Ajuda a tia, já? Sim. Vai, cô Loan thì cô cũng sợ chị Vivi là đợt sau này là mình nhà mình xuống làm ấy. Không có ai giúp đỡ cho chị Vivi nấu ấy, nên là cô cũng còn nhờ mình là sáng đấy kiểu như là mở lời với em Phê để xuống hỗ trợ giúp đỡ cho chị Vivi ấy. Đấy, nói chung là cô Loan cũng rất là chú đáo. Eso me te on de Hugo da. Ya. Puede meterla de. Ya. Llegue. Ya. Mete on. Eso repolo compra cuánto? Esta aquí acostumbramos comprarse 4 cabezas 600 no cartón. 600. 4. Ah, 4. No cartón, vamos vender ya 200 o 250. Ah, será bữa nay là bắp cải nó hạ rồi mọi người. Hạ xuống rồi đấy. Chứ bữa trước là bà giới bảo là to hơn đây một chút là 600 nè mọi người. Isso vende 250. Sim, 250. Isso trazer no rua Ambu, né? No Ambu, também vende lá no Aranjo. Tá aqui. Đấy, ngoài ra thì cô Loan có gửi cho Fea là 20.000 mọi người ạ. Thì mình cũng muốn đi vào trong này này, để cho mọi người họ khỏi nhìn đấy. Você se esconda, né? Na hora a pessoa aí vê. 20. Será 20 mil. Agora bem, né? Sim. Você não quer falar mais coisa para a Coluan? Muito obrigada, tia Coluan, pelo arroz, pelo dinheiro. Vou conseguir comprar alguma coisa com o Nenê. Para mim. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada. Continua a fazer. Muito obrigada. Yeah. Assim, eu também quero falar uma coisa assim. Porque você só trabalha, só pensar uma coisa boa para outra pessoa. Vai ter outra pessoa que te ajuda. Tá vendo? Assim, tá vendo? Viva bem com outro. Bom coração. Vai ter outro vai te ajudar. Entendeu? Sim. Yeah. Như em Phê A đấy thì em có cái lòng tốt giúp đỡ cho chị Di của em ấy. Thì cũng được cô Loan cô để ý, cô thương thì cô giúp đỡ lại. Đấy là một cái thông điệp là cho đi rồi sẽ nhận lại. Dạ, em muốn nào, nhá, muốn nào đi. À, cái rê đê ta bỏng đấy. Rê đê ta. Mình giờ mình sẽ điền cho cô Loan một chút để chị Vivi với cả em Phê ai em gặp mà ở đấy thì cũng khá là chập chơn đấy. Kiểu con vẽ sao không cô Loan. Alo cô à. Dạ bên này 4 giờ chiều cô ạ. À? Dạ, cô đi ngủ rồi à? Dạ, nhà cháu đang đi xuống dưới nhà em Phê à. Lem rau nào? À, lem. Lem, Lucy. Olá. Ei! Estamos bem! Estamos bem! E você? Já, đang ở nhà của Phê à. Chắc lâu quá không gặp ấy à? Trong video nhìn xa xa, con này nhìn màn hình gần á. Dạ, đấy ạ. À.
ơi, sao nhận được quà chưa? Nhận được rồi, cháu vừa mới đưa xong á. Dạ. Vui không? Vui chứ. Alegre. Sí, todo muito alegre, muito obrigada. À, em mới bảo là rất là vui, cảm ơn cô rất là nhiều. Ok, dạ dạ, phải sau cô này. Xin chào, gostou? Sim, gostei. sau khi mà gọi là được nói chuyện trực tiếp với cả Mạnh Thương Quấn thì nói chung là em cũng rất là vui luôn, đi cũng vậy. Đấy, bên ngoài này là hình như là các chị là tới rủ đi để bán hay sao này. Đâu phía các kỳ phát dây kì. Đấy, ngoài này là thấy mình là bắt đầu. Rất là đông luôn, tại event đấy. À, thì bố xin vai xa mà event đấy. À, ai đấy. Đông, nói chung là mấy em đây là cũng tới để rủ em phía đi bán ngoài chợ mọi người. À, xin vai xa. Vai com ele. Vou lavar sua louça, depois já vou ir. Ah. Vou lhe seguir. Assim, tem que mandar ele sair já. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Một lần nữa thì thay mặt cho gia đình chị Vivi cũng như là em Fea xin được gửi lời cảm ơn tới cô Lê Kiều Loan ở thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thì xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.